Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mod chiếc đồng hồ của Sirius này. Đây, đây là những cái đồ để mình trang trí bên trong này. Đó. Đây, các bạn có thể lên trên Shopee mua nhé. Cái này mình sẽ để link ở phần bên dưới, các bạn vào xem và mua. Thì đợt trước mình đã làm cái này rồi nhưng mà mình chưa hướng dẫn kỹ càng nên là hôm nay mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Thì các bạn hỏi đặc biệt nhất ấy là nó có được giữ được mấy cái này lâu không ấy, thì là mình sẽ sử dụng cái keo này này. Mình đã đi được một năm rồi chưa bị bong. Đây là do mình tháo ra để làm cho các bạn xem chi tiết. Rồi giờ mình sẽ tháo ra nhé. Ok, giờ mình sẽ tiến hành làm. Các bạn kê lên cho mình nhé để đừng sợ đỡ sức mặt đấy của nó. Ok, tiếp theo thì mình sẽ rút cái kim này của nó ra. Các bạn nếu mà rút chưa quen ấy, các bạn phải dùng cái gì đậy lên nhé. Không nó sẽ gãy cái ấy bên trong ấy. Mình cái này mình rút nhiều lên nó bị ấy rồi. Nó bị lỏng rồi đấy. Đây. Đấy. Rồi tiếp theo các bạn sử dụng cái tô vít đầu nhỏ này cho mình nhé. Các bạn tháo hai con ốc này ra. Tháo bốn con ốc đây. Đây. Ok, đây là phần bên trong của nó này. Vẫn còn vết keo mình gắn ở đây này. Đó. Các bạn bắt lại bốn con ốc này không để ở ngoài nó sẽ mất nhá. Đó.
bạn muốn có theo cái vạch đồng hồ này ấy, thì các bạn đánh dấu đây và các bạn lắp kim vào.